Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của MNet Sport ngày 19 tháng 2. PSG mệt mỏi với Neymar, giá cổ phiếu của MU tăng vọt trước tin đồn đổi chủ. Bản sao của Salah gây sốt giải Ngoại hạng Anh là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. PSG mệt mỏi với Neymar, Phút Mesato cho biết PSG đã hết kiên nhẫn với Neymar và muốn bán tiền đạo sinh năm 1992. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Neymar trở thành tâm điểm của những rắc rối vây quanh PSG một tuần qua. Ngôi sao của Selecao được cho là đã chỉ trích đồng đội sau trận thua Monaco 1-3 ở vòng 23 League One cuối tuần qua. Tài năng trẻ Hugo Ekitike trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ từ Neymar. Cựu sao Barca cũng tranh cãi với Luis Campos, giám đốc thể thao PSG, khi ông Campos chỉ trích cầu thủ PSG trong trận thua Monaco. Neymar liền phản ứng lại, dẫn đến cuộc tranh cãi gay gắt giữa đôi bên. Trước World Cup 2022, Neymar ghi được 15 bàn và có 12 kiến tạo sau 20 lần ra sân cho PSG mùa giải này. Hiệu suất ngay cả Messi và Mbappe cũng không sánh bằng. Thế nhưng kể từ sau thất bại cùng đội tuyển Brazil, tiền đạo 31 tuổi sa sút, 5 trận gần nhất tại League One, Neymar chỉ ghi được 1 bàn và có 1 kiến tạo. Thay vì tỏa sáng giúp đội nhà, tiền đạo người Brazil lại gây ra những mâu thuẫn nội bộ. Trong giai đoạn đầu năm 2023, những tật xấu của ngôi sao 31 tuổi quay lại. Cuối tuần trước, truyền thông Pháp tiết lộ thói quen tiệc tùng của Neymar khiến hàng xóm tức giận. Hồi đầu tháng này, chân sút người Brazil tổ chức tiệc sinh nhật 31 tuổi và mở nhạc to đến mức người dân xung quanh phải gọi cảnh sát can thiệp. Sự kiên nhẫn ban lãnh đạo PSG dành cho Neymar có lẽ đã đạt giới hạn. Việc thanh lý Neymar trong mùa hè cũng nhằm mục đích cân đối quỹ lương PSG. Chân sút người Brazil nhận 40 triệu euro một mùa, mức lương có thể được xem là không tương xứng với những gì anh đóng góp cho câu lạc bộ nước Pháp. Giá cổ phiếu MU tăng vọt trước tin đồn đổi chủ. Giá cổ phiếu của Man United đã tăng thêm 334 triệu bảng chỉ trong một ngày, khi mà các nhà đầu tư Qatar lên kế hoạch đấu thầu 5 tỷ bảng cho câu lạc bộ. Người Qatar chuẩn bị gửi đề nghị trị giá 5 tỷ bảng cho câu lạc bộ và nhà Glazer. Họ sẽ phải cạnh tranh với sự quan tâm từ Ả Rập Xê Út, từ Mỹ cũng như người ủng hộ MU và tỷ phú Rim Radcliffe. Và bất kỳ lời đề nghị nào được đưa ra cho Man United đều có khả năng được định giá bởi nhà Glazer. Nhà Glazer đang hy vọng bán toàn bộ MU với giá khoảng 6 tỷ bảng. Nhưng UEFA có thể ngăn chặn bất kỳ lời đề nghị nào từ quốc gia Trung Đông do lo ngại về mối quan hệ của Qatar với PSG. Hai câu lạc bộ thi đấu trong cùng một giải đấu không thể được kiểm soát bởi cùng một chủ sở hữu. Nếu đúng như vậy, một trong số PSG hoặc Man United sẽ phải ngồi ngoài tại Champions League. Không rõ liệu nhóm quan tâm đến việc mua MU có bất kỳ mối liên hệ nào với Qatar Sport Investment, chủ sở hữu của PSG hay không. Bản sao của Salah gây sốt giải Ngoại hạng Anh. Hàng loạt đội bóng lớn như Liverpool, Man City, Arsenal, Newcastle rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo Kvaratskhelia của Napoli, người được ví như hậu duệ của Mohamed Salah. Kvaratskhelia năm nay mới 22 tuổi, đã nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công triển vọng nhất ở châu Âu trong mùa giải 2022-2023 đang diễn ra. Kể từ khi gia nhập Napoli từ Dinamo Batumi với giá 9 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, anh đã ghi 11 bàn và đóng góp 14 pha kiến tạo sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường. Là một cầu thủ dê bóng kỹ thuật với tốc độ cao và sự tinh tế, cầu thủ khoác áo đội tuyển Georgia từ năm 19 tuổi đã khiến rất nhiều người phải ngước nhìn với những pha đi bóng thần tốc của anh trong thời gian này. Liverpool, Man City và Arsenal đều đã được liên kết với một động thái chiêu mộ tiền đạo cánh trái tài năng ở tương lai gần. Theo Football Insider, Newcastle đã xác định Kvaratskhelia là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong mùa hè này sau màn trình diễn ấn tượng của anh cho Napoli. Trích trẻ đang hy vọng đủ điều kiện tham dự Champions League trong chiến dịch tiếp theo để thu hút cầu thủ tấn công người Georgia rời khỏi sân vận động Diego Armando Maradona. Son Heung-min chạm đáy phong độ. Hai tuần qua, cổ động viên Tottenham phản ứng dữ dội khi huấn luyện viên Conte luôn mặc định trao cho Son suất đá chính. Với 20 trận đá chính và một lần vào sân từ ghế dự bị, thành tích 4 bàn của Son là quá ít. Chỉ vài tháng trước, tuyển thủ Hàn Quốc còn kết thúc mùa giải với danh hiệu đồng vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Khả năng dứt điểm của Son sản xuất kinh ngạc sau cú hat-trick vào lưới Leicester ở vòng 7. Cổ động viên Tottenham kỳ vọng Sonny sẽ hồi sinh. Nhưng 16 trận tiếp theo của Tottenham trôi qua, Son chỉ ghi 1 bàn thắng. So sánh thông số hiện tại của Son mùa giải trước để thấy anh sản xuất thế này. Với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 27%, Son là chân sút hiệu quả nhất trong top 10 ghi bàn ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Còn hiện tại tỷ lệ chuyển hóa là 8%, con số quá tệ, thấp nhất trong sự nghiệp của tuyển thủ người Hàn Quốc. Những chấn thương của Kulusevski và Richarlison khiến huấn luyện viên Conte không còn lựa chọn, phải xếp Son đá chính liên tục từ sau World Cup 2022. Giờ đây khi Richarlison dần đóng máy, vị trí đá chính của Son bị đe dọa. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 19 tháng 2.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Mnet Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.